Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày 7 tháng 10 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hằng ký hợp đồng làm đại lý cho một công ty bảo hiểm và Hằng giả mạo là trưởng phòng kinh doanh, rồi giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh của công ty bảo hiểm đó và làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với chiêu thức gửi tiền theo mô hình trên thì cứ 1 tỷ đồng được hưởng lãi 530 triệu đồng sau 3 tháng. Tổng cộng, Hằng đã lừa đảo 59 người dân lấy 231 tỷ đồng. Hằng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tù chung thân. Còn đối tượng tên Nguyễn Ngọc Chí ở Quảng Ngãi, không nghề nghiệp ổn định, có thời gian làm nhân viên bán bảo hiểm rồi nghỉ việc. Từ đầu năm 2017, Chí đóng vai là người bán bảo hiểm hoặc nhân viên ngân hàng tìm đến nhà dân. Lợi dụng sơ hở chủ nhà, đối tượng ra tay trộm tài sản. Nguyễn Ngọc Chí đã gây ra 17 vụ trộm đối với thủ đoạn như trên và đột nhập nhà dân trộm tài sản có giá trị gồm mô tô, máy vi tính. Tháng 1 năm 2018, Chí đã bị cơ quan công an Quảng Ngãi bắt giữ. Việc một số đối tượng như Hằng và Chí đã giả danh nhân viên bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một phần do sự quản lý lỏng lẻo của các công ty bảo hiểm, mặt khác là sự nhẹ dạ cả tin của người dân. Chị xem qua cái hợp đồng này đi ạ. Đấy, chị thấy không? Mua bảo hiểm vừa có kế hoạch tiết kiệm mà lại vừa bảo hiểm được cho bản thân. Em mời bác ta tham gia một cái gói bảo hiểm này. Rất là tối ưu bác ạ. Bảo hiểm ấy nó cũng như cái khóa cửa đấy. Chúng ta không bao giờ biết được là khi nào chúng ta ốm, khi nào chúng ta rủi ro. Bảo hiểm nó như cái khóa là như thế đấy. Tôi không tin nữa. Hôm nay tôi đến công ty rồi nhưng mà cái hợp đồng này không có. Chán quá anh ạ, đã hơn nửa tháng rồi mà doanh thu tháng này chẳng ăn thua gì cả. Mấy người tư vấn mãi mà vẫn chưa chốt được hợp đồng nào. Mệt thế cơ chứ. Vì sao lại thế? Ôi giời, để bỏ ra cả chục triệu đồng mua bảo hiểm một năm đối với người giàu thì là chuyện nhỏ, nhưng đối với người nghèo thì cả một vấn đề đấy anh ạ. Nâng lên đặt xuống, mệt lắm. Nếu rủi ro xảy ra thì bảo hiểm có ý nghĩa với người nghèo hơn người giàu ấy. Khiếp, ai cũng hiểu được như anh thì mình đã không vất vả thế. Ông bà ta có câu, cái khó bó cái khôn mà lại. Ôi sao, đi bao nhiêu nhà, gặp bao nhiêu người mà ai cũng kêu là thời hạn hợp đồng đóng dài quá nên chẳng ai chịu đặt bút ký cả. Chán hết cả người. Họ kêu dài thì mình rút ngắn lại. Anh nói hay thật đấy, đây là quy định của công ty chứ không phải của nhà mình đâu mà muốn rút là rút.